Quốc Cảnh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Cảnh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Khi bạn phục vụ đồng loại, vũ trụ đang phục vụ bạn. Khi chúng ta cho đi bằng trái tim chân thành và tình yêu vô điều kiện, vũ trụ luôn đền đáp cho chúng ta thật xứng đáng vào đúng thời gian thần thánh. Chúng ta chỉ phải cố gắng để vũ trụ hoạt động bình thường bằng cách tạo ra không gian cho tất cả những điều tốt đẹp xảy ra. Bạn nhận lại những gì bạn cho người khác. Định luật này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng khi bạn cố gắng hiểu sâu, bạn sẽ nhận ra tiềm năng mà nó ẩn chứa trong đó. Bởi vì cả thế giới vận hành cùng với nó. Đối với mọi thứ bạn đã bỏ lỡ, bạn đã đạt được thứ khác. Và đối với mọi thứ bạn đạt được, bạn mất đi thứ khác. Một hệ thống bù đắp. Mọi khiếm khuyết trong khoảnh khắc này được tạo nên trong khoảnh khắc khác. Mọi đau khổ đều được đền đáp. Mọi hy sinh đều được đền bù. Mọi món nợ đều được trả. Khi không có lợi ích thế gian mà không có một số mất mát. Vì vậy, không có mất mát thế gian mà không có một số lợi ích. Đó là lý do tại sao chúng ta thường thấy những trường hợp giàu có mà vẫn không hạnh phúc, và những người nghèo nhưng vẫn hạnh phúc và hòa thuận. Chúng ta luôn là một phần của vũ trụ, và những quy luật này chi phối chúng ta, cho dù chúng ta có chấp nhận nó hay không. Chúng ta là con người có khả năng tuyệt vời để quyết định và thay đổi suy nghĩ và hành động của mình, để kiểm soát dòng năng lượng mà chúng ta đang cung cấp cho vũ trụ. Vũ trụ không bao giờ có thể hiểu được, cũng như sẽ cố gắng biết rằng liệu bạn làm việc đó vì lý do gì hay bất cứ điều gì. Vũ trụ chỉ nhận tần số của bạn và trả lại những suy nghĩ chủ đạo của bạn. Vì vậy, khi bạn muốn điều gì đó tốt đẹp xảy ra cho mình, bạn nên xứng đáng nhận được điều đó. Và bằng cách làm một số điều tốt cho những người xung quanh bạn, sẽ trả lại một số điều tốt cho bạn. Vì vậy, mọi thứ bạn đang làm ngay bây giờ là nguyên nhân của những gì bạn sẽ nhận được trong tương lai. Làm thế nào để sử dụng luật này? Luật bù trừ giống như là cánh tay của luật nhân quả. Đó là sử dụng cùng một luật nhân quả một cách lành mạnh để bạn có được phước lành và nhận được sự dồi dào từ vũ trụ. Sự đền bù từ vũ trụ có thể ở các hình thức khác nhau: tiền bạc, các mối quan hệ, bạn bè và mọi mong muốn sâu sắc nhất của bạn. Không có tai nạn trong cuộc sống. Mọi thứ xảy ra đều có lý do, và mọi thứ đều có nguyên nhân và tác động của nó, chắc chắn ảnh hưởng đến chúng ta theo cách này hay cách khác. Khi bạn thực sự có ý định làm một số điều tốt cho thế giới xung quanh mình, bạn sẽ không bao giờ thực sự nghĩ về những gì bạn sẽ được đền bù. Khi bạn đang làm những điều tốt đẹp như vậy, dành nhiều tình yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh bạn, bạn sẽ nhận được rất nhiều thứ mà bạn chắc chắn xứng đáng nhận được. Và hãy luôn nhớ rằng, khi bạn ham muốn càng cao, thì ngay cả hành động của bạn cũng phải tương xứng với nó. Bạn không thể chỉ cần ngồi đó ở nhà của bạn và tin rằng bạn sẽ đạt được bất cứ điều gì bạn mong muốn trong cuộc sống của mình. Khi bạn nỗ lực để đạt được điều mình muốn, vũ trụ sẽ mang nó đến gần bạn hơn bằng mọi nỗ lực của bạn. Quy luật bù trừ luôn tương ứng trực tiếp với những điều như là những gì bạn xứng đáng, bạn đã cho nó những gì, mục đích của bạn trong đó là gì, và còn nhiều điều nhỏ khác có thể ảnh hưởng đến luật bù trừ khi làm việc cho bạn. Vì vậy, lần tới khi bạn đang nghĩ đến việc thể hiện một trong những mong muốn của mình, hãy đảm bảo cố gắng hết sức cho nó và tin rằng vũ trụ sẽ ban tặng cho bạn nhiều thứ hơn cả những gì bạn yêu cầu. Luật bù trừ không phải là sự trừng phạt, mà hoàn toàn nhằm mục đích giáo dục. Một người có thể không thoát khỏi hậu quả của hành động của mình, nhưng chúng ta sẽ chỉ phải chịu đựng nếu chính chúng ta đã tạo ra những điều kiện chín mùi cho sự đau khổ của mình. Để ngừng sợ hãi và bắt đầu có sức mạnh, đây là những gì bạn cần biết về luật bù trừ. Bất cứ thứ gì chúng ta đưa ra trong vũ trụ là những gì trở lại với chúng ta
Nếu những gì chúng ta muốn là hạnh phúc, bình yên, tình yêu, tình bạn, thì chúng ta nên hạnh phúc, bình yên, yêu thương và là một người bạn đích thực. Chúng ta là một với vũ trụ, cả bên trong và bên ngoài. Bất cứ điều gì xung quanh chúng ta đều cho chúng ta manh mối về trạng thái bên trong của chúng ta. Hãy là chính bạn và bao quanh bạn với những gì bạn muốn có hiện tại trong cuộc sống của bạn. Nếu những gì chúng ta nhìn thấy là kẻ thù hoặc một ai đó có đặc điểm tính cách mà chúng ta thấy là tiêu cực, thì bản thân chúng ta không tập trung vào một mức độ tồn tại cao hơn để chúng ta phát triển trong thần khí. Chính chúng ta là người phải thay đổi, chứ không phải là những người, địa điểm hay những thứ xung quanh chúng ta. Thứ duy nhất chúng ta có trong cuộc đời là chính chúng ta, và đó là yếu tố duy nhất chúng ta có quyền kiểm soát. Khi chúng ta thay đổi con người và những gì trong trái tim mình, cuộc sống của chúng ta cũng theo đó mà thay đổi. Bất cứ khi nào có điều gì đó sai trái trong cuộc sống của chúng ta, có điều gì đó không ổn trong chúng ta phản chiếu những gì xung quanh chúng ta, và những gì xung quanh phản chiếu chúng ta. Đây là chân lý phổ quát. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì trong cuộc sống của mình, ngay cả khi điều gì đó chúng ta làm có vẻ không quan trọng. Điều rất quan trọng là nó phải được hoàn thành vì mọi thứ trong vũ trụ được kết nối với nhau. Phải có người thực hiện công việc ban đầu để hoàn thành công việc. Cả bước đầu tiên và bước cuối cùng đều quan trọng, vì cả hai đều cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, chúng đều được kết nối. Bạn không thể nghĩ đến hai điều. Cả bước đầu tiên và bước cuối cùng đều quan trọng như nhau, vì cả hai đều cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, chúng đều được kết nối. Bạn không thể nghĩ đến hai điều cùng một lúc. Khi chúng ta tập trung vào giá trị tinh thần, chúng ta không thể có những suy nghĩ thấp kém hơn, như là tham lam hay giận dữ. Nếu bạn tin điều gì đó là đúng, thì một lúc nào đó trong đời bạn sẽ được kêu gọi để chứng minh sự thật cụ thể đó. Nhìn lại phía sau để xem xét những gì đã có ngăn cản chúng ta hoàn toàn ở đây và bây giờ. Suy nghĩ cũ, khuôn mẫu hành vi cũ, ước mơ cũ ngăn cản chúng ta có những cái mới. Lịch sử lặp lại chính nó cho đến khi chúng ta rút ra được những bài học mà chúng ta cần phải thay đổi con đường của mình. Tất cả phần thưởng yêu cầu nỗ lực ban đầu. Phần thưởng có giá trị lâu dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và bền bỉ. Niềm vui thực sự theo sau việc làm những gì chúng ta kiên nhẫn và nỗ lực bền bỉ. Giá trị đích thực của một cái gì đó là kết quả trực tiếp của năng lượng và ý định được đặt vào nó. Mọi đóng góp của cá nhân cũng là đóng góp cho toàn thể. Những đóng góp yêu thương mang lại cuộc sống và truyền cảm hứng cho toàn thể. Và khi chúng ta sống thuận theo dòng chảy vũ trụ, chúng ta sống đúng theo quy luật của vũ trụ, số mệnh của chúng ta tự khắc tốt đẹp lên từng ngày. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.